Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Mơ Sướng Channel. Dạo gần đây thì hôm qua và hôm nay thì rất hot một cái vị tướng đó là Thốn các bạn nhá. Thron. Có là vị tướng Thron đi. Thì đấu đấu nhà nhà đấu đấu cũng thể test tướng Thron và người ta khen Thron rất mạnh. Thì chúng ta đều tiếp cận một vị tướng Thron rất mạnh rồi. Thì ai cũng biết rồi. Đấy, nhưng làm như thế nào để khắc chế vị tướng trời ơi, cái thằng Minh Bèo này chơi thế này ác rồi. Đấy, làm thế nào để khắc chế được Thốn thì chưa ai nói cái điều đấy cả. Thì hôm nay có mình đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc chế thằng Thốn, thằng xà thủ này với một cái vãi trò là đáng lý ra nhá. Nếu trận đấu này mình không bị kéo bùa thì sẽ rất là sánh đấy. Nhưng để Nagaroth nó bị thọt và nó sẽ làm như thế nào để đánh được thằng Thốn thì nó mới thực tế đúng các bạn. Thì trận đấu ngày hôm nay thì với nội dung là Nagaroth thọt sẽ làm như nào để khắc chế được thằng Thốn. Đặc biệt được rằng rank này là rank mình đi tìm nắm đánh cao thủ các bạn nhé. Thì team kia của Caffini này, Zata, Thốn, Richter và Minh Béo. Thì làm như thế nào để có thể khắc chế được ngoài vị tướng Thốn ra thì chúng ta sẽ phải chiến thắng trận đấu này như thế nào ạ? Được, mình sẽ phân tích. Chắc chắn phải phân tích rồi. Các bạn xem clip của mình thì không trật được cái chữ phân tích đâu. Nhưng đầu tiên thì mình cũng sẽ không nói gì nhiều đặc biệt. Mình sẽ chủ động vào thằng Thốn vì là một vị tướng mới. Đầu tiên biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn bắt được một vị tướng nào chúng ta phải ám hiểu vị tướng đó. Thron các bạn xem hướng dẫn rất nhiều rồi thì các bạn đều biết Thron là một vị tướng hầu như là một vị tướng xà thủ, nó rất là cơ động, không được cơ động cho lắm, thì nói chung chiêu hai nó khá cơ động nhưng nó có chiếu choáng khi các bạn lắp cho vị tướng Thron đàn màu vàng và lướt chiêu hai chia sẻ gây choáng thì đó là một cái hiệu khống chế cứng của Thron thôi. Đây phá này mới sẽ bay vào các bạn này. Hiện tại bây giờ thằng Thốn được bắn và mình biết là sẽ không đủ đám giết nó đâu, nhưng mình sẽ bay vào và chơi với nó. Không biết phá này có đủ đám không, đủ đám không. Thằng Thốn được bắn kìa, các bạn có thể thấy sức mạnh của thằng Thốn này cực kỳ bá đạo và chắc chắn mình sẽ nằm xuống phá này thôi. Đấy các bạn thấy chưa, thằng Thốn cái điểm mạnh của nó được bắn thì nó mạnh hơn tất cả các vị tướng xạ thủ. Cái đòn đánh tay của nó chỉ thua vào thằng Esu. Như vậy Thốn là một vị tướng sở hữu cho mình tốc độ đánh tốt, sát thương phép có, trò hàng có và thời gian hồi chiếu có, và đòn đánh tay của nó khi kích hoạt nắp đạn vào thì nó bắn kỳ thua thằng Esu còn cao hơn tất cả các vị tướng xạ thủ còn lại. Cho nên ui rồi mình đã nói với các bạn là game này thọt thì làm như thế nào để khắc chế thằng Thốn. Thì đấy mình gọi một clip cực kỳ hay để cho các bạn trải nghiệm luôn. Phá này mình sẽ ăn rồng rồi mình sẽ nói tiếp về trọng điểm thằng Thốn. Rồi điểm mạnh của nó thì mình sẽ không bàn cãi về điểm mạnh của thằng Thốn, nhưng mình sẽ nói điểm yếu để các bạn biết chúng ta sẽ phân tích như thế nào để chúng ta sẽ bắt được thằng Thốn. Thằng Thốn có chiêu nào chạy ạ? Nó sẽ có chiêu hai chạy được thì làm như thế nào để bắt được nó? Một là chúng ta sẽ chờ nó hết chiêu hai. Hai, chúng ta sẽ zone tắc thở nó. Muốn zone tắc thở nó thì chúng ta lại phải một cái bài toán phân tích lượng đồ nào mới bắt được thằng Thốn. Đấy, giai đoạn đầu và giữa game thì khi thằng Nagaroth nó sẽ không đủ một combo bắt thằng Thốn thì chỉ còn cách duy nhất đó chính là bắt nó màu giấy. Những cái màu giấy màu yếu của nó thì không khả thi bởi vì chúng ta là người chủ động. Nếu chúng ta bắt nó màu yếu thì chúng ta sẽ bị động. Khi nào chơi nó thấp máu mình bay vào, thấy không? Loại bỏ cho mình cái khả năng thấp máu thì làm như thế nào ạ? Thì nếu một trận đấu thọt thì đương nhiên các bạn sẽ không bắt được thằng Thốn, cho nên các bạn phải đi farm hoặc đi lấy những lợi thế, mục tiêu lợi thế. Bởi vì thằng Thốn nó đầu game phút thứ 3 nó bắn mình 700 chỉ mạng này, đạn đỏ của nó có thể là đạn tí có thể bắn được chỉ mạng, cho nên đầu game chúng ta hạn chế. Nếu chúng ta không hấp diễm được tập thể của nó, không đi gánh được nó thì chúng ta cứ để cho nó xanh. Các bạn cứ để ý, không được lo lắng. Thằng Thốn nó rất dễ bắt, cực kỳ dễ bắt luôn. Làm như thế nào để bắt được thì mình sẽ nói cho các bạn khi các bạn chơi Nagaroth sau đây. Thứ nhất, khi các bạn muốn bắt thằng Thốn thì đòi hỏi các bạn sẽ có đám bắt thằng Thốn nhá. Thì thằng Thốn thì mình chung quý thằng này thằng Thốn nhá. Thốn đây thỏn đây thún đây. Ui rồi. Rồi. Các bạn hãy nhớ cho mình cái giai đoạn như này. Từ 10 phút đổ về thì Nagaroth sẽ có cho mình được 2 build đồ trở lên. Tầm 3 build đồ đổ về thì nó sẽ bắt kết được thằng Thốn. Đấy, thì như nào ạ? Thì thằng Nagaroth sẽ có cho mình đao truy hồn này và có thêm thương xuyên phá thì sẽ bắt kết được thằng Thron các bạn nhá. Chẳng hạn cái phá này thì nó đánh hơi hùng lưu một chút và sẽ bị hấp diễm tập thể thì cái phá này mình sẽ không nói bởi vì nó rất là may mắn.
cái pha này bắt thằng Thôn nó rất là may mắn và không có nằm trong cái chủ động. Chúng ta chơi game chúng ta phải nằm trong cái thế chủ động, và chủ động thì nó sẽ hơn hết. Đấy, chủ động là gì? Chủ động là mình sẽ chủ động được cái lượng sát thương của mình sẽ giết được thằng Thôn. Chẳng hạn các bạn sẽ biết là thằng Nagrod khí có 2 đô thì một combo có giết chết được thằng nào hay không? Đương nhiên là các bạn phải biết cái điều đấy. Chẳng hạn đấy phút thứ 5 thôi, tầm phút thứ 8, thứ 9 thì mình sẽ có cho mình cái thương xuyên phá, đao truy hồn và dây, và có thêm một chút đồ của cái phúc hợp kiếm nữa. Thì mình khẳng định nhảy vào trúng nó, combo chuẩn chỉ thì thằng Thôn sẽ chết và thằng Cà Phê Ni sẽ chết. Đấy là cái quan trọng nhất, chúng ta phải tính toán sát thương các bạn nhé. Thằng Thôn thì mình sẽ nói lại điểm yếu một chút, đó là nó dù gì đi chăng nữa cũng chỉ là một vị tướng xạ thủ thôi, mà xạ thủ thì cũng sẽ là màu giấy. Đặc biệt thằng Thôn này là một vị tướng giống Elandor ấy, bị choáng đồng nghĩa với việc là sẽ chết. Đây, cái pha này mình cảm giác mình chưa đủ đô nhá, chưa đủ đô các bạn phải nắm chắc cho mình này, không đủ đô không chơi. Các bạn mà cảm giác cứ nghỉ là nga nhảy vào thằng Thôn thì sẽ giết được nó thì các bạn sẽ phéo. Chúng ta phải tính toán được rằng bay được vào là giết được chết thì chúng ta mới dám bay vào. Đấy, Cà Phê Ni này, pha này bay vào sẽ giết được nó này. Đấy, rồi pha này chết. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi mình bay vào một vị tướng nào đó, mình phải biết được chắc rằng mình giết được nó thì mình sẽ bay vào. Và trận đấu này team nó có Cà Phê Ni và thằng Thôn thì chắc chắn rằng chúng ta phải kén hai vị tướng xạ thủ đấy. Thì làm như thế nào phải kén? Chúng ta phải chắc chắn được rằng phải bay này, cái pha này mình đéo dám bay vào, không dám bay, không dám vào này. Đây này, các bạn xem này, bắt không bao giờ bắt được. Đấy, trật, lướt kiểu 2, chạy, đấy. Cái pha này tại vì sao mình không bắt được? Bởi vì mình chưa đủ đô. Nếu thực sự mình chơi khô máu thì mình cũng có thể giết được nó thôi, cùng giết được những hên xui, mình có thể là bị chết các bạn nhé. Đấy, như mình đã nói, mình đã có cái thương xuyên phá và truy đáo truy hôn thôi. Nhưng mình phải có thêm một nửa build đô của phúc hợp kiếm nữa thì chúng ta sẽ bắt được thằng Thôn các bạn nhé. Đấy, các bạn cân nhắc cho mình trong trận đấu này, kể cả thằng Cà Phê Ni cũng như vậy. Đấy, bắt lè. Và làm như thế nào để bắt được thằng Thôn ạ? Như mình đã nói rồi, khi các bạn chơi bị được. Đấy, cái pha này này, cái pha này các bạn này. Đeo dập vào ạ? Không dập vào. Có, không có. Đấy, mình rất là cẩn thận nhé. Mình chỉ cần một nửa build đô của phúc hợp kiếm là mình gặp nó, mình bắt được thôi. Các bạn cân nhắc cho mình cái đoạn này. Đoạn này đoạn rất cân nhắc này. Nhiều người cứ bay vào rất hổ báo đâm đá thông. Các bạn sẽ thôi. Đây, pha này đẹp này, đẹp thật rốt nha. Thôn cho nó đây, thật rốt. Hay thằng rốt hay thằng gì mình đeo biết, nhưng mà mình chỉ biết là bạn đây đập luôn. Đập. Rồi, ôi giời. Ơ. Sao lại mình bẻ lại cổ kéo cái pha này nha. Đấy, các bạn thấy nhá, phéo liền các bạn ạ. Thôi dù sao thì mình đã bắt được thằng Thôn và thằng Cà Phê Ni là ổn đó. Đấy, cái mấu chốt trận đấu này làm như thế nào để thắng thì mục đích các bạn phải bắt được thằng Thôn, bắt được thằng Cà Phê Ni là win. Đấy, thì như mình đã phân tích rồi, hiện tại đấy phút thứ 8 rồi, mình đã đây, build đồ này là đạt cái lượng đám để giết thằng Thôn đấy nhá. Đây là đạt cái lượng đám để giết thằng Thôn thôi. Ví dụ late game đi, late game, tư dư cho đến late game thì các bạn chỉ cần nhảy vào thằng Thôn một phát là các bạn sẽ giết được chết nó. Ok chưa? Làm thế này để, nào để nhảy nó. Chẳng hạn các bạn sẽ đặt ngược lại một chút. Nếu các bạn chơi thằng Thôn, các bạn sửa thằng Nagrod thì các bạn sẽ chơi như nào ạ? Ok, mình sẽ thấy thằng Nagrod ở đâu thì mình sẽ bắt đầu là mới giảm lá combat. Còn không, mình không bao giờ giảm lá combat thì mình sẽ chơi Nagrod ngược lại các bạn nhé. Mình sẽ không để cho thằng Thôn nó thấy sai mình ở đâu, và hầu như nó sẽ không biết mình ở đâu cả. Đấy, gọi là giống sai. Đấy, chẳng hạn như cái phá này này. Đấy, tím nó không thấy mình ở đâu nhá. Bây giờ mình sẽ luôn lên. Đấy, phá này mình phá một chút. Nếu có mát thì mình sẽ luôn lên để chơi. Còn không, các bạn sẽ phá. Phá này mình bị lỗi sai và cái phá này tím mình không có mát được. Rút về, mình sẽ phá trù ở đấy. Đấy, trước thêm giao tranh, chúng ta một nếu có mát thì không được để cho bọn này thấy mình ở đâu. Còn nếu không có mát thì các bạn đi phá, không đánh. Đấy, nhớ cho mình cái điều đấy. Còn bây giờ là cái giai đoạn chúng ta có thể bắt được thương thân rốn. Rất tốt. Và mình sẽ phải giấu sai các bạn nhé. Chỉ cần các bạn combo nhảy vào, hất tung vào nó, các bạn lướt chiêu 3, combo nó là nó sẽ chết. Chắc chắn như vậy. Cho dù nó có lướt đi đâu đi chăng nữa thì thằng Thôn rốn nó không chạy được. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi các bạn giết Thôn, các bạn phải để ý thằng Cà Phê Ni. Chẳng hạn phải đem mình bay vào thằng Cà Phê Ni này. Đây, bay ra một chút. Thằng Thôn mình chưa bắt được bởi vì mình chưa thấy sai. Rồi thằng Thôn nó được bắn rồi và team mình sẽ nát combat phải này. chưa, team nó chết 2, team mình chết 1 rồi, ok, chưa nát đâu. Thằng Richter này, pha này mình sẽ kéo Richter và thằng Thôn và thằng ấy đã chết rồi. Đấy,
các bạn nên nhớ đấy là một trận đấu thăng throne được sánh và mình bị thọt nhá. Thì là mình sẽ nói lại từ giai đoạn đầu game để dư mình đã làm được những gì ạ. Đầu tiên mình sẽ né thăng throne ở giai đoạn đầu game bởi vì nó sánh mà. Sánh chúng ta có quyền né. Đấy, chúng ta né nó đâu giai đoạn đầu game. Sau đó chúng ta đi farm. Đi farm. Vừa việc đi farm các bạn phải kết hợp cho mình hai điều nhá. Vừa đi farm và vừa đẩy đường không cho team địch đẩy trụ team mình. Đấy, cái giai đoạn cái quan trọng cốt lõi của nó là như vậy. Chúng ta sẽ đi farm đẩy đường để khi nào chúng ta đủ đô, khi nào chúng ta đạt cái lượng đô nhất định thì chúng ta sẽ lao vào cái giai đoạn thứ tiếp theo, đó là giai đoạn bắt thằng throne, Caffeine và win. Ok chưa? Bây giờ trước thêm con mắt giáo tranh các bạn nhìn, hãy nhìn cho mình pha đây này. Trước thêm con mắt giáo tranh mình sẽ không để bị lỗ sai nhá. Sẽ không bị lỗ sai và team địch nó đang còn tập trung ở mid các bạn này, tập trung ở mid này. Sẽ không cho bọn thể sai, mình sẽ luôn đắp bụi. Đây 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 đây, bình tĩnh này. Bình tĩnh Caffeine này. Thằng throne, đấy đây. Rồi win, ok chưa? Các bạn thấy chưa? Mình đã giết được thằng throne và Caffeine thì chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Và cái điểm mấu chốt các bạn hãy cân nhắc mình trước khi giao tranh, phải thấy thằng xạ thủ nó, chúng ta giấu sai và giết nó. Ok, clip này đã kết thúc rồi và các bạn hãy giúp mình một nút like, một nút comment nhá. Và tất cả các bạn ơi, mày yêu, bye bye, cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Hãy đóng góp ý kiến ở phía dưới comment nhá, để mình ra những clip tiếp theo. Rồi, bye bye.